Xin kính chào quý bà con. Hôm nay siêu thị máy nông nghiệp cơ giới Gia Linh Phát chúng tôi đang tiến hành bàn giao cho một khách hàng ở tỉnh Kon Tum chiếc Mercedes Ferguson MF6120, và đây là toàn bộ cái quá trình chuyển giao cho khách cái con xe này. Con xe này có 78 mã lực luôn nha bà con. Đây là toàn bộ quá trình chúng tôi bàn giao cho một vị khách ở tỉnh Kon Tum. Ở siêu thị chúng tôi thì tiến hành là nhập hàng về và xuất hàng đi liên tục tất cả các mọi miền trong nước, miền Bắc, miền Trung, miền Tây, miền Đông Nam Bộ, vân rất nhiều các tỉnh phía Bắc rất xa như là Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu, rất xa cũng đến chúng tôi mua, Quảng Ninh. Và đây là chúng tôi giao hàng cho một khách hàng ở tỉnh Kon Tum. Khách hàng chúng ta cũng không cần đến siêu thị chúng tôi, bởi vì siêu thị chúng tôi là giao hàng tận nơi và máy móc thì của Nhật hoàn toàn 100%. Cho nên là quý bà con cứ về yên tâm về mua các loại máy móc bên siêu thị của chúng tôi. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý khách hàng, anh chị em cô bác gần xa đã tin tưởng và lên mạng xem kênh YouTube của chúng tôi. Và chúng tôi trân trọng cảm ơn những tình cảm đó rất nhiều, và trân trọng cảm ơn những cái tình cảm quý báu, những cái tin nhắn đóng góp, và chúng tôi cảm ơn rất nhiều. Chúng tôi hai kênh YouTube là Hiếu Đồng Thanh và là Gia Linh Phát. Chúng tôi hai cái số điện thoại là 0979066969 và là 0273639944. Vâng, trân trọng kính chào, hẹn quý khách hàng vào một cái clip gần nhất ạ.